nhiêu rồi nhỉ? 10 phần em thấy được mấy phần? 8 phần. Hầu như bây giờ nó cũng mạnh rồi. Mình ra rất là tốt. Còn lại bây giờ thì xử lý nước những ẩn nó chúng chung được. Ok. Đúng rồi. Mình thấy nó rất ổn. Những cái chỗ chúng chung nặng được chắc là nó ổn rồi. Còn một ẩn phải điều trị tiếp nhé em nhé. Mấy phần em thấy được mấy phần? 8 phần. Còn như bây giờ cũng nhanh rồi. Còn lại bây giờ thì xử lý nốt những cái mụn ẩn với chỗ nhiễm trùng. Ok. Đúng nhỉ? Mình thấy nó rất ổn. Những cái chỗ nhiễm trùng nặng được chắc là nó ổn rồi đó. Còn mụn ẩn mình phải điều trị tiếp nha em nhé. Mấy phần em thấy được mấy phần? 8 phần. Còn như bây giờ nó cũng lành rồi. Mình ra rất là tốt. Còn lại bây giờ chỉ xử lý nốt những mụn ẩn ở chỗ nhiễm trùng là ok. Đúng nhỉ? Mình thấy nó rất ổn ấy. Những cái chỗ nhiễm trùng nặng được chắc là nó ổn đấy. Còn mụn ẩn phải điều trị tiếp nhé em nhé.